Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ. Bữa nay mình sẽ làm hai món nha cả nhà các bạn. Mình sẽ làm ăn hai món, một đó là con cá bóng mú á. Cá bóng mú này còn sống luôn nha các nhà các bạn. Cá bóng mú mình hấp hấp thành công. Rồi ở đây là gà này là mình sẽ rang muối nha cả nhà các bạn. Ồ, con gà tre quá trời ngon. Quá đỉnh, quá ngon cả nhà các bạn ơi. Ồ. Nha, hai món nha. Còn đây là nấm nè. Nấm đông cô, nấm mèo để mình hấp con cá bóng mú nè cả nhà bạn. Giờ trước khi mình mặn nó mình ngâm nó nha. Mình ngâm con ngâm cái này cho nó nở. Còn cá này mình để cho nó chín. Đó nó nhảy. Còn đây mình chuẩn bị là củ hành, củ cây đỏ, hành. Củ hành mình để trong tủ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm con cá và mình rửa con gà. Mình để cho khô ha, rồi công thức mình ốp sao chút xíu mình review cho cả nhà coi ha. Đây, đây là nấm nha cả nhà. Nấm đông cô, nấm gom, nấm mèo. Mình xào xong rồi mình đổ nước dừa vô ha, đặng mình nấu mình lấy cá mình đổ qua đây ha. Còn con gà thì mình bỏ vô đây mình rang muối nó cả nhà bạn. Còn cá này là mình hấp riêng nha. Nó mình hấp riêng rồi mình để qua cái mình bỏ cái nước này nha cả nhà bạn. Mình đổ cái nước này bỏ nha, mình để qua đây mình lấy cái nước trong cái nồi mình nấu nè. Cái nước này là người ta sợ nó tanh dài nè. Nó siêu dài luôn. Quá sáng. Ăn một cái đùi nó thôi là phê. Để nguyên cái mẹ đùi gì nè cả nhà các bạn. Ăn cho nó phê ha. Wow. Rang muối ngon bá cháy luôn. Bá cháy con một chét luôn. Quá xá hấp dẫn. Để hai cái đũa gì nè cho nó phê nha. Con gà nó vàng giống tôi quá. Giống tôi mặc áo vàng vàng quá. Cái đùi đi, ông khoái ăn cái đùi. Là đùi. Đó, cho ông ăn cái đùi, ông ngồi giấu mặt đây. Ông thêm thì trước ăn cái này đi. Trước thì em ôm cái làm, ăn cái đầu. Ăn rồi ăn đi. Mời cả nhà các bạn nha. Để cái chén chừa cho mình đồng. Để đẩy đi chị. Mình quay có. Chấm muối nè, ướp. Vô. Nhậm cái đi. Vô. Mời cái ăn cả nhà các bạn uống trà đá. Vậy quay cái này lại cái đầu cho ông ăn dễ nha, tính sôi khúc này không vậy trời. Cả nó chỉ chú nó sôi lên là tại em nấu cái trong kia rồi. Mời cái nhà bạn nha. Gà ngon quá nhận bạn ơi. Gà được không? Dạ. Gà được. Ngon. Tự nhiên mưa cái nó hầm ha. Hầm. Gặp mắt mưa. Chứ còn mình bắt cái lửa nữa nè. Ừ, nó hầm ấy, tự nhiên cái nắng cái mưa. Chút xíu này nó. Cá bóng mú mình hấp á. Mình hấp á, mình ốp nó xong mình hấp. Mình hấp xong rồi mình bỏ cái nước đó. Dạ. Rồi mình hấp xong trong cái thau mình bỏ cái nước đó ra. Rồi mình nấu nước ra mà nấm đâu nè, mình nấu với nước dừa cái mình nấu rồi đâu cái mình mới gắp cá mình để qua. Chứ cái nước đó là cái nước tăng của con cá đó. Làm nó nhà hàng quá ha. Dạ. Có. Mời nhạc bạn nha. Có cái vụ kia kìa. Dễ nhờ. Ngon lắm nhậu bạn. Rồi, rồi xong hai chị em lấy khăn dở lên để thi để cái ly đi nè. Còn cho nó nhiễu thì nó nhiễu đó. Để vô. Đặt cái ly đi. Ok. Hai chị em để ly nè. Còn chị để kiếm mình đây. Ừ.
quá khá mò cái hàng này. Tát hai thứ mấy luôn. Con gà. Gà gà ôm cái gà luôn ha. Đã không? Cái này quay lên YouTube nữa. Quay lên máy chị. Nha. Quá khá ngon. Giờ ăn ấy đi, ăn 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 này rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mời cái nhạc bạn nha. Cái này là hành, nấm nấm đông cô, nấm mèo, nấm gôm. Nhìn cá hấp và kêu bằng hấp nấm nha. Quá trời ngon. Cái này ai muốn chấm nước mắm thì chấm, ai muốn mắm chấm nước tương thì chấm nha. Ở đây thì miếng để mình để cho ra cho khó hồi dễ là. Còn đây là dĩa miếng nè các nhà bạn, ăn với cá là ok number one luôn. Ok number one, number two luôn á nha. Dính vô mặt quen thuộc. Dạ yeah. Ăn phải có cái này cái kia rồi ha. Cái này okay. Ừ, ăn đi cha. Ăn đi. Ăn đi em, ông chế ăn được nữa thôi, xây ăn đi. Đó hả? Để em thấy hai kem nè. Cá muốn bóng muốn hấp nấm. Em thấy hai kem mình. Nấm đồng khô, nấm gôm, nấm mèo. Đó. Mời cả nhà các bạn nha. Chấm nước mắm ớt. Cắn vô một trái ớt. Nó thấm vía tình đời. Để lại em nhắm tới rồi. Để nha. Ngon quá anh chị bạn ơi. Ngon quá không có lên clip. Mà có clip được chín mấy đô à. 100 đô mới cho rút. Bây giờ mình lên vài clip đăng đủ tiền. Chị biết là sáng nãy đi mua đi mua tôm mua đứng lượng clip nữa. Đứng mình quay nữa ha. Nào mời cái nhạc bạn nha. Cá này mình đã hấp rồi thành ra nó chín. Thịt nó trắng tươi à, ngon lắm mấy bà ơi, cái nè, dẻ khắc luôn. Cá sống mà ha. Ừ, cá sống mà nè. Ăn cực kỳ luôn. Mời cái nhạc bạn nha. Đứng qua đứng đồng cô. Đứng mèo. Ăn cá đi ra. Rồi ăn sao? Rồi ăn cá làm sao? Rồi cách đất ăn đi. Tự nhiên đi kia nữa. Cá nóng mà ngon à. Ừ. Ý nãy thằng toàn mấy đá ở đâu trong tủ lạnh hả? Ở đá này hả? Dạ, cái này đi. Mày cái giống chưa bấm gì hết, những cái giữa là gì vậy? Cái cậy đi. Cái cậy hả? Ừ, quay cái cậy á. Cá này mình đã hấp rồi. Ừ. Mình hấp nó ớt nó. Ớt dầu hào, nước tương, nước mắm, hành, củ hành đâu. Mình ớt nó rồi xong rồi cái mình bỏ là mình hấp. Hấp xong rồi cái nó chín rồi mình bỏ cái nước nó nha cả nhà bạn. Bỏ cái nước con cá. Ừ. Xong rồi mình mấy nấm rồi nè mình xào. Riêng cái mình nấu một nước dừa chặt bỏ vô. Xong rồi nấm là mình với gốc hành rồi đó. Ừ. Bỏ vô mình nấu mình nêm nếm xong rồi mình mới gấp con cá mình bỏ qua. Là cá mình nó đã hấp chín ở trên cái chảo kia rồi. Ừ. Qua đây là mình chỉ chín rau thôi. Mà rau mình cũng đã xào rồi luôn, nước nấm mình đã xào mình nấu rồi hết trơn á. Mình chỉ hâm nấm là mình ăn thôi. Chứ qua đây mà không pha chế trước á thì cái chảo đâu chịu đựng được đâu. Dạ. Tại nó hơi ít nước á. Nó không có chín, nó không chín được.
mà nó chín cũng đâu ngon, cái mình hấp nó mới ngon. Nước phải bỏ. Đúng rồi, nước phải bỏ. Không bỏ. Nước nó đen, nó như nó hàng ba chứ cái nấm nó này kia nước nó đen mà nó hôi nữa. Dạ, không còn nấm nữa, tanh nữa. Nó tanh một cá nữa. Đúng rồi. Còn mình làm gì là chất lượng 100% như đó nhập à. Thành ra con cá này nè, cái nó chín nó rất là ngon nha. Dẻ cái bao tử là chín rồi. Cái bao tử chắc chín rồi. Chẳng mang bao tử đi đó. Trời ơi nè, nhìn nè. Hấp dẫn ghê luôn mấy bà ơi nè. Thấy chưa? Ăn đi lấy nấy đi. Rồi đang gấp cho. Nè chị Trang đang gấp gì cái dưới này nè. Thôi 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 nè cái này nè. Nè cái dưới nó mới nóng nè, cái dưới là tại nước nó sôi. Rồi đừng miếng rồi bánh đi. Nó nóng. Rồi đẹp cái bơ rồi ổng ăn cái đậu bong bóng đi đàn ông đi mình cho ổng ăn cái cá trước đi cho cái bong bóng nó thấm với cái nước chút. Ừ. Cho nó thấm với cái thịt đó thành mới bung nó ra. Ừ. Cho nó thấm với cái nước sốt này nè, thử ra thịt già ha. Rồi thịt nó dài nó ngon lắm. Đó cái nước cái này nè nó chín rồi nhưng mà chị ý em muốn để cho nó thấm á chị. Ừ. Dẻ ra để dưới cho dễ thấm đi. Cho nó thấm. Nè nó ngon nhất là cái bong bóng này rất là dễ thấy nha. Nè, để chỗ này chưa? Để chỗ này. Nó hấp dẫn chưa? Để này nè nó đang sôi nè. Ừ. Thì nó ăn không lấy. Tại vì mình lấy cái miếng ở dưới đó thì nó nóng hơn. Mấy chị Trang ăn đi. Thì chị ăn từ từ ăn quá chị cũng mấy nó nóng không có mấy cái nhà hàng đó, nó bán ba cái này mới đến gì nữa. Người nghe quý vị. Xin nói bye với cả nhà nghe các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau để chị em tôi bắt đầu vào tiệc. Bye bye. Hẹn gặp lại.